Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã đến với podcast của Dược Hàn Quốc từ A đến Z. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung trả lời câu hỏi của bạn Hoàng Thị Lan Anh. Hoàng Thị Lan Anh có câu hỏi về quá trình học tiếng Hàn tại MEP. Chị thấy câu này cũng rất là gần với một số câu hỏi liên quan đến giáo trình học tại MEP này, thời gian học tại MEP như thế nào, rồi chi phí học tập tại MEP ra sao. Bạn Khúc Thị Thu Hiền cũng có câu hỏi rằng là nếu mà em học ở MEP thì em có thể thi TOEIC được không? Thực ra câu hỏi về việc học tiếng Hàn tại MEP là một trong những câu hỏi chị nhận được rất nhiều. Bởi vì cũng đúng thôi, học tiếng Hàn là một điểm vô cùng quan trọng để chúng ta chuẩn bị tốt trước khi chúng ta đi du học Hàn Quốc. Đầu tiên chị phải khẳng định rằng quá trình học tiếng Hàn tại MEP của các bạn là hoàn toàn miễn phí. Tức là khi các bạn đặt chân vào MEP, các bạn học tiếng, các bạn sẽ không phải đóng bất kỳ đồng học phí nào. Các bạn sẽ thường có thời gian học trung bình từ 4 đến 6 tháng. Thường là MEP sẽ duy trì khóa học của mình là tối đa 6 tháng cho các bạn. Bởi 6 tháng này là an toàn và cần thiết để các bạn đỗ phỏng vấn trường, đỗ phỏng vấn đại sứ quán và các bạn cũng có những hiểu biết đầy đủ về quá trình đi du học Hàn Quốc của mình. Điểm thứ hai các bạn hay hỏi đó là chị ơi MEP thì có ôn TOEIC không? Thực ra hiện nay thì MEP không tập trung vào ôn TOEIC mà khóa tiếng Hàn của MEP sẽ tập trung giải quyết chính các nội dung sau. Thứ nhất là để đảm bảo cho các bạn đỗ trường và đỗ visa. Điểm thứ hai đó là đào tạo cho các bạn những kỹ năng mềm để các bạn sẵn sàng hòa nhập và học tập tại một môi trường hoàn toàn mới như Hàn Quốc. Thứ ba, đó là giúp các bạn song song đồng hành chọn trường, so sánh phân tích để có quyết định đúng đắn nhất về ngôi trường mà mình sẽ theo tại Hàn Quốc. Đó chính là lý do mà thường các bạn hay hỏi là em học tiếng rồi thì em không phải học tiếng ở MEP nữa được không? Thực ra chị thấy rằng quá trình học tiếng của MEP là một quá trình hoàn toàn miễn phí. Và điều quan trọng hơn, MEP tin rằng càng nhiều sự tiếp xúc, càng nhiều cái thời gian chúng ta nói chuyện với nhau, trao đổi cho nhau, tư vấn cùng nhau sẽ giúp MEP hiểu các em và các em hiểu MEP. Bởi vì đây là một lộ trình đặc biệt quan trọng để MEP sẽ viết thư giới thiệu học sinh của mình đối với trường. Các bạn nhớ rằng càng những kỳ gần đây, càng những năm gần đây, khi hiện tượng sinh viên Việt Nam bỏ trốn quá nhiều, các trường Hàn Quốc đặc biệt quan trọng học sinh đó đến từ công ty nào, công ty đó có tiểu sử gửi học sinh tốt cho trường không, và những học sinh trước hiện nay đang học tại trường được quản lý như thế nào. Để làm được tất cả những điều đó, MEP thực sự phải hiểu sinh viên của mình. Đó chính là lý do vì sao MEP giữ các bạn ở thật gần trong vòng 6 tháng. Các bạn được ở ký túc xá miễn phí này, các bạn được học tiếng Hàn miễn phí này, các bạn được hiểu về Hàn Quốc, hiểu về du học Hàn Quốc, hiểu về văn hóa và cá tính để chúng mình có thể hòa nhập tốt vào cuộc sống cũng như học tập tại Hàn Quốc. Đó chính là lý do chị nhắc lại là chúng ta không phải đóng bất kỳ một đồng học phí nào khi các bạn đến học với MEP. Thời gian 6 tháng này, bên cạnh giáo trình được MEP chuẩn bị riêng, em cũng có thể ôn TOEIC nếu em còn sức lực và thời gian. Bởi vì chị nói trước là quá trình học tại MEP rất là tập trung và thực sự em phải dành rất là nhiều thời gian và năng lượng cho quá trình học này. Nên nếu em vẫn còn có khả năng là mình học xong sau ôn TOEIC thì chắc chắn rồi, các thầy cô giáo cũng sẽ hướng dẫn em tự ôn, giải đề để mình hoàn toàn có thể thử sức của mình, đúng không ạ? Vậy chị hy vọng phần trả lời vừa rồi đã giúp các bạn có thêm những hiểu biết về việc học tiếng Hàn tại MEP ra sao, thời gian học là như thế nào, các bạn sẽ học những gì, đồng thời là các bạn có thể song song ôn luyện TOEIC không. Các bạn nhớ nhá, thời gian ở MEP chúng ta sẽ học từ thứ 2 đến thứ 6. Khi mới vào và mới làm quen với tiếng Hàn, chúng mình học một ngày một buổi, sau đó thời gian của chúng mình sẽ tăng lên full ngày. Chúng mình sẽ học từ tầm 4 đến 6 tháng và chị hy vọng sẽ đón nhận được những phản hồi các bạn là em rất mong là được học nhiều hơn nữa. Em mong ước rằng sẽ đến lớp hàng ngày để chúng ta cùng nhau hiểu dục Hàn Quốc, để sẵn sàng cùng em đến Hàn Quốc nhé. Hẹn gặp lại các em tại MEP thật sớm.